Trước khi vào video clip, mình có thể là bỏ ra 10 giây một cái like video, đăng ký kênh, bình luận video phía dưới cho mình. Bạn nào yêu quý mình hơn có thể chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt được 10.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ấy rồi, xin chào bạn trở lại YouTube của mình nha. Mình xin chúc các bạn đang xem video clip mình có một ngày mới thật vui vẻ nha mọi người. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận trang phục mới của Ngộ Không hoàn toàn miễn phí nha. Và trước khi mình vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây một người like video, đăng ký kênh và bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn có thể chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt được 50.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Để chào mừng phiên bản mới thì Gaiana Lecon Mobile đã ra mắt một cái sự kiện để các bạn nhận được trang phục Ngộ Không nhóc tỷ bá đạo hoàn toàn miễn phí nha. Thì trước mặt mọi người là cái bảng để của sự kiện lần này. Thì sự kiện này bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 đấy, thì mọi người sẽ ra mắt cái mắt phát quang 2.0 này, hệ thống đã tiến hóa 2.0. Và bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 3, có nghĩa là mọi người sẽ có 12 hôm. Mọi người đăng nhập game, các bạn chơi một trận đấu 5 năm, các bạn tìm trong trận đấu đó sẽ có 3 cái hộp quà trong trận đấu đó. Thì các bạn nhặt đủ 3 cái hộp quà trong một trận đấu ấy, trong giao diện bản đồ của bạn, thì các bạn sẽ nhận được một cái hộp quà. Khi bạn mở hộp quà đó ra thì các bạn sẽ nhận được đá tiến hóa, kiểu như đá tiến hóa thường của Ngộ Không hoàn toàn miễn phí. Còn nếu các bạn muốn có đá siêu cấp để các bạn nâng lên trang phục xịn sò hơn ấy, thì các bạn phải mua nha anh em. Còn anh em nhận hộp này, anh em sẽ nhận được đá thường hoàn toàn miễn phí nha. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày mùng 2 tháng 4, thì mọi người sẽ đăng nhập vào game, mọi người làm cái nhiệm vụ kiểu như là kiểu như trò chơi đó anh em, để anh em nhận được trang phục Ngộ Không hoàn toàn miễn phí nha. Từ ngày 18 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3 thì mọi người bắt đầu mua được đá siêu cấp của Ngộ Không để các bạn nâng lên những cái hiệu ứng xịn sò hơn. Thì một lát cuối video ấy thì mình sẽ review cho các bạn xem sau nha. Và bắt đầu ngày mai ấy, thì các bạn bắt đầu đặt trước đá tiến hóa Ngộ Không. Và khi các bạn đặt trước gói đá tiến hóa Ngộ Không ấy, thì các bạn sẽ giảm giá từ 1032 con huy, giảm giá xuống chỉ còn 599 con huy nha. Thì các bạn sẽ nhận được 110 đá tiến hóa Ngộ Không cơ bản và 31 đá tiến hóa Ngộ Không cao cấp. Đá cao cấp này thì các bạn sẽ nâng lên cho mình các hiệu ứng đặc biệt. Còn những cái đá bình thường, đá cơ bản này thì các bạn giúp cho bạn nâng lên tất cả các bậc nha anh em. Thì lát tôi mình sẽ review cho các bạn sau. Đấy, đại loại là vậy nha. Thì các bạn sẽ kết hợp từ vào ngày sự kiện vào ngày 18 tháng 3 nữa, thì các bạn có thể nâng trang phục lên bậc 4 nha. Em thấy xịn sò chưa? Mình nghĩ là các bạn chỉ mất tầm khoảng 599 con huy thôi là các bạn đã sở hữu được trang phục Ngộ Không bậc 3 hoàn toàn xịn sò, có thể lên bậc 4 nha. Đó, em thấy hấp dẫn chưa? Và bạn nào muốn mua quân huy uy tín giá rẻ thì các bạn có thể liên hệ qua Zalo này nha anh em. Đây, số Zalo mình sẽ để phía dưới và mô tả. Và khi anh em mua tầm khoảng 380.000 là anh em đã sở hữu được tầm khoảng 680 con huy rồi. Thế nên anh em còn rất lãi rất nhiều. Gọi là lãi tầm khoảng 80 con huy nữa, anh em làm gì làm. Anh em đặt tầm khoảng 599 con huy này các bạn đã được đá Ngộ Không rồi. Thế nên anh em hãy nhanh tay vào liên hệ cái số Zalo để anh Duy Thành anh hướng dẫn các bạn làm nha anh em. Anh em mua quân huy tại đó. Hãy khuyến khích anh em mua quân huy ở đây, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái chỗ nào uy tín nhất để cho anh em có thể là tiện nạp quân huy nha. Tại vì bên mình không bán quân huy anh em ạ, mình phải giới thiệu ra một người khác để họ thể là nạp quân huy cho các bạn đấy. Mình chỉ bán thẻ giảm giá thôi, anh em nào muốn mua thẻ giảm giá thì liên hệ bên mình nha. Ok, thì sau đây thì mình sẽ vào review sự kiện cho mọi người xem đấy. Và mọi người để có thể là vào được sự kiện này thì mọi người sẽ bấm vào cho mình mục sự kiện giúp mình nha. Đây, mọi người sẽ bấm mục sự kiện xong rồi nhìn đến chỗ phần free skin Ngộ Không nha. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 2 tháng 4 thì người bắt đầu kết thúc sự kiện này nha anh em. Thế nên anh em hãy nhanh tay vào game làm tất cả các nhiệm vụ để vượt qua tất cả các cửa ải đây. Cầu cứu giang hồ, mau đến. Bức thư này là ai vậy? Bấm tiếp này. Sao lại biến gì đấy? Trước mặt anh em là giao diện của sự kiện nha. Đấy. Thì anh em phải vượt qua tất cả cửa ải này để các bạn sẽ nhận được trang phục Ngộ Không bậc 1. Các bạn lên bậc 2 nha anh em. Phải đi bậc 1 hoàn toàn miễn phí. Đấy. Xịn sò chưa anh em? Và sau đây thì là quy tắc để các bạn nhận trang phục Ngộ Không nha. Cái gì quy tắc Ngộ Không thức tỉnh? Đây là thực ra là nó dịch sai rồi anh em. Cái đây là tiến hóa. Ui, Gaiana Lecon Mobile sai thật sự luôn. Và các bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ để tăng cấp kỹ năng. Tăng cấp kỹ năng giúp cho Ngộ Không tăng máu và lực chiến. Một lát thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết sau nha. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về thẻ lệ một chút. Và tiếp theo là trong thời gian diễn ra sự kiện như sau. Trong thời gian diễn ra sự kiện, kích hoạt ngẫu nhiên ấn trang bị giúp cho Ngộ Không được tăng máu và lực chiến. Trang bị nhận được sẽ không bị trùng lặp. Tiếp theo là ba sự kiện có 6 ải. Qua mỗi ải các bạn sẽ được nhận thưởng. Thất bại các bạn sẽ phải ở lại đó. Và các bạn khi nào mà các bạn vượt qua ải đó các bạn sẽ nhận thưởng nha. Không vượt qua ải các bạn sẽ không được nhận thưởng. Và 4, sau khi vượt ải 6 xong, ngày chỉ định các bạn sẽ nhận được trang phục Ngộ Không bậc 1 hoàn toàn miễn phí nha anh em. Đấy, trong đây nó không ghi là bậc gì anh em ạ. Nó chỉ ghi là trang phục Ngộ Không thôi, nó đúng là gà rán lươn quá. Và đây là kinh nghiệm của anh em nha. Anh em đăng nhập mỗi ngày thì các bạn sẽ nhận được
kinh nghiệm, và khi bạn nâng kinh nghiệm lên level 1, level 2, level 3 và level 4 thì các bạn sẽ tương tự có lượng máu này và lực chiến các bạn sẽ tăng. Và hiện tại bây giờ máu mình mới có 30 thôi nha bạn. Lực chiến có 10, bây giờ mình sẽ tiếp tục nhận kinh nghiệm. Và bây giờ mọi người nâng cấp thôi. Trong đây thì sẽ có 3 cấp, chiêu 1, chiêu 2 và chiêu 3, thì bạn nâng chiêu nào cũng được. Nhưng mà theo mình để nó mạnh một chút ấy, thì mình sẽ nâng chiêu cuối nha anh em. Để mình có thể là dùng chiêu cuối đập đau hơn. Đấy, chiêu cuối là chiêu 3 nha anh em. Thì hiện tại bây giờ mình đang có kinh nghiệm là 800. Đó. Các bạn chơi một trận đấu 5 năm, các bạn sẽ nhận được 1.500 kinh nghiệm này. Đăng nhập mỗi ngày 2.000 kinh nghiệm và tặng quà thân mật các bạn sẽ được 500 điểm nữa. Tuyệt vời anh em ạ. Đó. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tặng quà thân mật nha. Thì mọi người tặng quà thân mật, mọi người sẽ bấm cho mình vào phần hoàn tất giúp mình. Thì sẽ các bạn tìm vào phần tất cả đi. Hay nhận gần đấy thì các bạn sẽ thấy cho mình cái bó hoa này. Các bạn sẽ tặng cho một người bạn của các bạn nha. Các bạn sẽ bấm sử dụng, các bạn tặng cho một người bạn của các bạn là thành công rồi. Cho những bạn nào mà đã lập cái quà thân mật rồi, lát thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào mà các bạn tạo cái độ thân mật đấy. Thì lát thì mình sẽ hướng dẫn sau nha. Và các bạn chơi một trận đấu 5 năm, các bạn nên chơi một trận đấu thường nha. Đấu hạng thì mình nghĩ cũng được, nhưng mà mình khuyên các bạn nên đấu thường. Và các bạn có thể là thỉnh thoảng nó gửi quà thân mật này trong hòm thư của anh em ấy. Anh em nào đừng bán cái quà thân mật này đi nha. Từ giờ trở đi thì rất nhiều sự kiện dùng cái quà thân mật này, thế nên anh em đừng bán hết cái đó đi nha. Nếu anh em để lại cho mình tầm khoảng mấy chục bông, tầm khoảng 2-3 chục bông là được. Và để mà các bạn có thể là tạo độ thân mật này, các bạn sẽ bấm vào phần bạn bè, xong người sẽ lập chi kỷ giúp mình nha. Khi mà một người bạn bạn chơi tầm khoảng hơn 100 điểm ấy, 100 điểm trở lên, thì các bạn sẽ bắt đầu lập chi kỷ giúp mình và đợi bạn bè các bạn đồng ý, bên kia đồng ý thì nó như kiểu là chỉ khi nào bạn kia vào game ấy, thì nó sẽ hiện đồng ý lên là các bạn bấm ok là nó bắt đầu nó gửi cái những bông hoa các bạn vào hòm thư. Các bạn chỉ cần vào hòm thư các bạn nhận thôi. Đấy, các bạn lập chi kỷ rất là dễ thôi. Đấy, chắc là các bạn làm được đúng không? Hả? Cho những bạn nào không biết lập chi kỷ nha, sau đây thì mình sẽ vào tiếp tục nhận free skin ngũ không tiếp. Như vậy thôi. Bắt đầu hiện tại bây giờ mình sẽ nâng cấp một chiêu nữa lên nha. Khi bạn nâng max tất cả các chiêu như này thì các bạn sẽ vượt qua được tất cả các cửa ải đến cửa 6 nha anh em. Thế anh em yên tâm, không khó như sự kiện Omega đâu. Sự kiện này nó bắt buộc, nó gọi là lập trình cho các bạn qua sẵn rồi. Các bạn chỉ cần đủ tất cả, nâng max tất cả các chiêu này và chiến lược ok này các bạn vượt qua được hết, thì các bạn không sợ khó nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đây, các bạn cứ đến tất cả các mốc này thì các bạn sẽ nhận được phần quà và điểm. Đó. Bắt đầu tiếp tục nha anh em. Những cái này thì mình xin phép bỏ qua anh em, những cái lời nói này. Anh em thích thì anh em có thể đọc nha. Tuyệt vời anh em ơi. Và các bạn để ý cái hình bên trái này là trang phục các bạn sẽ được nhận miễn phí nha. Để các bạn có thể nâng lên hiệu ứng xịn sò hơn ấy, thì các bạn phải mất đá xịn, đá cao cấp để các bạn nhận. Đây, khi lực chiến các bạn hơn như này thì bạn chẳng phải đánh gì đâu, nó tự đánh mà anh em, lập trình sẵn rồi. Đấy, lại nhận được 3 bông hoa này. Thế nên các bạn không quá lo lắng nha. Tiếp tục sang cấp độ 2. Cấp độ 2 mình nghĩ là chưa vượt qua đâu. Tại vì ngày hôm nay thì mình mới có tầm khoảng 2.500 kinh nghiệm. Còn thiếu 1.500 kinh nghiệm nữa từ trận đấu 5 năm mình vẫn chưa chơi anh em ạ. Quẩy con quái nó trâu thật sự luôn. Mình đấm nó có 10 năm sát thương thôi mà nó đấm mình những 2 năm sát thương anh em ạ. Thế mình chống sao mặc dù là cái máu mình tương đương nhau. Đấy, thế nên các bạn phải làm nhiệm vụ nhé. Ngày hôm nay thì mình nghĩ là mắc lắm thì các bạn lên bậc 2 chứ chả bạn nào lên được bậc 3 cả. Và ngày mai thì có thể các bạn lên bậc 3, 4 chẳng hạn. Từ từ đây anh em ơi. Đấy. Các bạn thấy chưa? Khi mà các bạn lực chiến hơn nó thì chắc chắn là các bạn sẽ vượt qua rồi. Thế nên là các bạn không cố làm gì nha. Để các bạn chơi 100 lần thì hôm nay lực chiến của bạn chưa đủ thì các bạn đợi hôm sau nha. Để hôm nay các bạn lực chiến chưa đủ thì các bạn không nên chơi một lần thua các bạn để đấy. Và trước mặt mọi người là trang phục của không nhóc thì ba đạo, mọi người sẽ lâng lên cho mình bậc 2 như này là mọi người đã có thể là được cái ngoại hình cực kỳ xịn sò và cái hiệu một chút hiệu ứng rồi nha anh em. Đấy. Ok đấy chứ. Trang phục mà anh em sẽ được nhận free. Đó, tuyệt vời chưa? Và anh em nên nhớ giúp mình trang phục này anh em sẽ nhận được free toàn server nha anh em. Đấy, anh em chỉ cần làm nhiệm vụ như là video đầu tiên mình cho các bạn xem đấy là các bạn có thể là nhận được free trang phục này rồi. Đó. Và các bạn để các bạn xịn sò hơn ấy, nó để có hiệu lấp lánh hơn một chút ấy thì mọi người phải mất tiền nha anh em. Thì các bạn chỉ cần đặt trước đá tiến hóa là các bạn có thể nâng lên bậc 4 cực kỳ xịn sò rồi. Và đây là trang phục free nha. Đó. Tuyệt vời chưa? Cũng ra gì đi chứ. Đập cũng ok rồi, đấy. Hơn trang phục mặc định nhiều anh em ơi, hiệu ứng kỹ năng cực kỳ ok luôn. Đó. Đây các bạn chỉ cần nâng 2 lên là nó có hiệu ứng đẹp như này rồi. Đó. Chỉ cần các bạn thu thập những tất cả các đá rởm mà trong một trận đấu ấy vào ngày 18 tháng 3 kết hợp với cái sự kiện vừa rồi đấy. Sự kiện vừa rồi mình cho các bạn xem là các bạn sẽ nhận được trang phục vừa rồi miễn phí nha. Và để các bạn có thể là sở hữu được trang phục này
đẹp như này thì các bạn phải nâng lên cho mình được bậc 3 nha anh em. Đây bậc 1 là size của hình này, 2 đây. Đó. 2 là đẹp như này rồi anh em ơi. 2 là sẽ cũng quay này, đây là chữ cuối này. Và 3 thì các bạn mới có thể là thay đổi ngoại hình tuyệt vời, 3D thật sự đẹp như này. Đó. Thế nên các bạn muốn đặt trước thì các bạn sẽ mua cho mình với giá 599 con Huy như là đầu clip mình đã nói đấy, thì các bạn có thể nạp con Huy qua đây nha, thì mình sẽ đảm bảo các bạn uy tín. Đấy, mình sẽ giới thiệu các bạn chỗ nào uy tín nhất. Level 4 này thì cho những anh em nào rig kit thôi. Đó. 4 thì có cả hiệu ứng xuất hiện các thứ này, 3D các thứ. Uầy, đẹp thật sự luôn anh em ạ. Và clip này thì mình phải mượn bên kênh Anh Trải Nghiệm Game để có thể là review cho các bạn. Ok, thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.